tính đưa nhân vật mà Hùng Lai vô gia cư đó để đi 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 đến cái nhà để mà xem coi là Hùng có chịu ở hay không, và cho Hùng có hai nơi để có sự chọn chọn lựa luôn, là đi qua chỗ chú Jimmy á để cho Hùng học nghề sửa xe ở đó, và người ta sẽ tạo điều kiện cho Hùng ở đó luôn. Mà hôm qua quá mưa luôn quý vị, hôm qua nghe không biết là lịch mưa đi ra mưa quá thì thôi nghe ra nghe trò chuyện với Hùng xong nghe đi về. Hôm nay thì nghe sẽ bắt đầu trời nắng đẹp lại rồi, nghe sẽ đi ra ngoài chỗ Hùng và nghe đón Hùng ha. Giờ là cả nhà hãy cùng với nghe ngày hôm nay sẽ rong ruổi cùng với Hùng đi hai nơi để cho tất cả mọi người biết là ở đây những tại Cali này nó có những mạnh thường quân, họ cũng rất là tốt, họ giúp cho có chỗ ở và họ giúp cho có công ăn việc làm. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng đi ha. Dạ cả nhà ơi, đây nghe luôn luôn anh, cái vụ làm full stem cho Hùng giờ sao rồi, ok chưa? Là coi như ok rồi. Bây giờ là hôm qua người ta nói là cái hồ sơ đó bị pending, là tự nhiên người ta không liên lạc đó. Hùng phải nghe phone Hùng ơi. Người ta hỏi không có nhiều đâu, người ta có người từ Việt Nam ta hỏi mình mà. Thì hôm qua có Hùng, anh gọi có mặt Hùng ở đó để cho Hùng thấy rằng mình đã làm chứ mình không có... Hùng là Hùng phải làm á, chứ ông cứ né né mấy cái điện thoại là cứ bị chật ruột đủ thứ hết trơn à. Bây giờ anh chạy qua anh lo cho Cường giúp em, còn cái ông Hùng Trung Đông là mất tích nữa hả? Trời tội nghiệp anh ghê, đứng chờ nửa tiếng hồn thấy ổng. Ôi hay. Thứ Nga là phải rất là cảm ơn, có mấy anh rất là nhiệt tình luôn á, giúp Nga mỗi người một tay nè. Sáng nay hẹn ông Hùng Trung Đông hôm qua ra để đi làm ID, sáng nay không thấy ông đâu. Em cảm ơn anh nhiều nha anh Hiếu, ok anh nha, bye anh. Đây cả nhà, hôm qua thì mưa thì Hùng đục mưa ở trên kia, giờ Hùng lại về lại chè Hiển Khánh đây. Rồi sao? Sửa soạn tư trang đi với tôi chưa? Em nói nhìn công mà gặp những người đó. Sao? Mặc cảm hả? Không muốn đi hả? Thì bây giờ tôi có hai sự chọn lựa cho Hùng đó. Thứ nhất là một là Hùng đi qua bên cái nhà đó coi được thì ở, còn nếu không thì đi học nghề á. Mặc cảm hả? Thì chẳng lẽ cứ lang thang gì hoài luôn. Em biết em sao hả? Trời ơi, gì cực lắm luôn á Hùng. Hùng thấy không? Ngay cả cái giấy tờ mà làm cái full stem mà Hùng còn không chịu tiếp phone, nó mém nữa là nó pending, nó cắt của Hùng nữa rồi đó. Trời, nói tiếng Anh mà bất kỳ nói tiếng Anh mà. Hôm qua mới nói anh Hiếu cho nó tiếng Việt á. Anh Hiếu nó đó, anh Hiếu mấy ngày nay cũng có chạy trộn rộn ra. Anh nhiệt tình lắm luôn á, anh làm cho Nga biết bao nhiêu trường hợp rồi. Cái ông Tài ngày hôm nay ông đâu rồi, thấy ông đây không? Nếu bây giờ không á thì cái chủ nhà của anh Tài này họ dễ thương không? Không, dạ đang chuyển người già. À vậy hả? Mới là mùa hè rồi không biết. Mới lượm cái chiếu nè. Chứ tôi tưởng ấy tôi em mới làm mấy chiếu khỏe, mẹ Nga qua khỏe lắm, nói chung là ông ở nhà suốt mà không có cho đi đâu á. Ủa rồi bây giờ nếu giả dụ như cái chỗ anh Tài á, cái sân vườn họ rộng không, tôi xin chủ nhà tối ông ra đó ngủ được không? Ở nhà có người già hả? Có chồng già bồ già. Nói ngủ đi rồi. Trời ơi, cứ cái dưỡng này lên nè. Sao cứ cực khổ gì hoài Hùng. Chiếu nè. Tôi thiệt, tôi biết Hùng là không có dám đi làm xa, rồi tôi kiếm cái chỗ làm gần Hùng cũng đi, rồi bây giờ đi cái coi chỗ ở cũng chịu đi luôn. Có hai nơi đàng hoàng không chịu đi luôn. Thiệt sáng nay nghe ông nói là tôi hết hồn hết vía luôn rồi đó. Thấy không, sáng nay nắng đẹp dễ sợ, mà hôm qua thấy mưa không? Mưa ở. Mưa lúc chị nói đúng là 2 giờ là hết mưa rồi, em đảo nói chuyện đổi cái chạy về đây luôn. Vậy hả? Ngủ em với anh Hiếu phải không? Em Hiếu hôm qua chạy về đây gọi cái vụ đó phải không? Đó, cái ông Hùng Độ đó sáng nay hẹn anh Hiếu ra chờ nửa tiếng thấy đâu luôn. Trời ơi, tối cũng thấy nữa. Đúng là tội nghiệp luôn. Bây giờ Hùng quyết định là cứ vậy hoài phải không? Không, em sẽ có dẫn con tên em có chỗ, em chọn chỗ của em.
Nhưng mà bây giờ cái tiền bệnh nó Hùng đâu có được lãnh nữa đâu, nên là khó lắm mà đời. Thì nó chỉ cho lại mình hơi lâu thôi. Nó hơi lâu là bây giờ là ông chờ là cũng phải 2 năm nữa đó. Nó trừ hết cái số tiền là 2 năm nữa là ông mới được có cái tiền bệnh lại. Mà không biết nó có tính tiền lời không nữa nè. Không. Để hỏi anh Hiếu. Nếu mà nó ông ơi, phút tiêm á, nghe phút tiêm nó cho tiền mặt với tiền phút tiêm một lượt mà biết tiền mặt gì em hiểu không? Cái phút tiêm là nó chỉ cho có 190 mấy đồng chứ làm gì nó cho tiền mặt gì nữa đâu, nó không có cho mình tiền mặt đâu. Nói tiền mặt bên Hiếu cho. Trời ơi là trời, cứ vậy hoài. Qua chị nhà hai chục á, đổ xăng phút lé hết luôn. Cái gì trừ xong trùm nó bị nhứt á. Giờ muốn lấy tiền đó phải không? Thế chút cho đưa tiền cho. Cái này nó chạy kiếm mạnh lắm nha. Mạnh phải không? Mạnh lắm. Nó dễ với đẹp. Cái thứ bảy này ngồi đâu đi, tôi mang đồ ăn ra với lại mang. Thứ bảy thì em ở đây thôi. Ok. Em mỗi ngày giờ đóng đô đi. Ok, vậy để tôi đưa thêm tiền cho nghe. Cái khô chợ bà già ngon không? Không mua chi nhiều vậy, không phải ăn hai mực khô mấy. Thì ngon, để giờ Nga lấy thêm khô mực ấy luôn đưa cho Hùng nha. Đây, vậy tôi đưa cho Hùng cái bịch khô của má nha. Dạ. Ăn đi rồi phơi ngoài nắng nó trở thành con khô cho lẹ. Em đã khô rồi. Ta có điều kiện người ta cho ở rồi cho việc làm cũng chịu đi, nó mặc cảm đủ thứ thì riết mấy ông này. Nè, hôm nay đưa cho 20 nè. Đó. Chứ ở đây cũng khó xin người ta tiền lắm, chứ đâu vẫn chơi ở chợ Quang Minh thì có bộ còn sống được đúng không? Cho em gửi lời thăm bác gái. Cảm ơn nhiều. Đó, nướng ăn rồi cho khô dần hay khô héo hon luôn cho tôi. Hôm qua chợ mà chị đưa cái em nghĩ chắc giờ nó thành mực khô, thành mực ương luôn, mưa cả dũng luôn. Vậy hả? Mà có nướng được không? Hôm qua có nướng ăn được nướng, không? Em nướng cái lò, có lò mà. Vậy hả? Mà 2 giờ nó tạnh mưa rồi. Dạ, tạnh mưa. Lúc ủa rồi đi... cái chiếu này của ai cho vậy? Hồi nãy em đêm lượm á. Vậy hả? Người ta quăng á hả? Thứ năm á, mấy người nhà mà người ta hay bỏ lắm ngày thứ năm á. Ủa tao bỏ ở đâu? Bỏ ở ngoài thùng rác rồi á. Dạ bỏ được ai muốn lấy. Vậy hả? Cái chiếu cũng còn mới bộ. Còn trở về. Chiếu nó cũng còn mới á, nhưng mà ngủ ở đây. Ở đây cái khu này tụi Mỹ nó xì ke nhiều lắm ông. Phải ở đây. Không sao mà nó em ngủ mình hả? Em ngủ đây nè. Thôi vậy thôi, bây giờ ông không có đi lên thì giờ tôi đi mình, tôi lên gặp nhà người ta, gia chủ người ta, tôi cũng xin lỗi một tiếng, với lại tôi qua chỗ chú chim mì đây, sẵn tôi ghé tôi check lại cái xe của tôi đó. Cứ ở vậy nè, chú chim mì mà hôm qua Nga nói đó, chú nhận Hùng đến đó ở với chú dạy sửa xe cho Hùng đó. Chị nói rồi, xe gì nữa thì hôm qua Nga có nói là Nga đưa Hùng đi đến một cái là cái chỗ cái anh mà nhà có 9 cái phòng á, để mà cho Hùng coi rồi Hùng thích ở hay không. Mà tôi biết chỗ đó là Hùng sẽ khó ở tại vì bất tiện, nhưng mà cái chỗ chú chim mì á, chú dạy nghề sửa xe cho Hùng, với là chú sẽ cho Hùng ở đó để học nghề, với là chú cũng sẽ cho ăn uống này nọ. Sáng nay Hùng nói Hùng mặc cảm, Hùng muốn đi. Thì có cái anh phụ làm trong đó, anh biết Hùng, anh biết cái quá khứ của Hùng ở đây, nhưng mà anh đâu có cái gì đâu, anh nói là anh giúp Hùng mà. Rồi, tự nhiên cái mặc cảm gì hồi trước ông làm gì xấu xa lắm không, mặc cảm không gì ông Hùng không có. Rồi hồi đó mình đang làm, bây giờ thấy kiểu này em không có hả. Hồi đó mình có nhà có phòng, muốn phòng muốn đồ, giờ thấy kiểu này em. Thì bởi vì bây giờ mình không có thì mình phải cố gắng mình có. Trời, bà già bà gửi nhiều dữ thần vậy đó hả? Này cá cơm như vậy, cá đó chiên ăn với cơm ngon, hoặc nướng ăn nhậu, mua bia nhậu, rủ mấy ông hâm lét ngồi nhậu đi cho anh đã nư nha. Ủa, em còn mình em à? Mình em. Má gửi đó. Cái chiếu của bộ cũng còn mới quá ha. Dạ. Ừ. Ngày thứ năm ấy, gì thứ nha. Cái nó quăng cho khúc nào vậy, thùng rác thì, hả? Người thì để ở mấy đường nè. Để bảng cho mình người cái để cái mình thích lấy gì mình lấy thôi. Lấy thôi, xe rác đó. Mực nhóc có trơn rồi, mực ngon không bộ? Má gửi cái gì mấy bịch móc ra coi thử cái gì chậm vậy. Ba bịch mực luôn. Ba bịch mực với bịch cá. Vậy hả? Chắc không có khô sạch, không gửi cái này.
À, tôi nghĩ chắc vậy á, chắc không có khô sặc. Muốn ăn khô sặc không, bữa nào tôi mua cho, ở đây bán đầy à. Ở đây có. Ở đây trong chợ nhiều lắm. Muốn ăn không tôi lấy cho ăn, tôi mua cho. Có lòng mà được rồi. Ừ. Còn không bẻo quá, bệnh nóng đi sao. Ừ. Ở đây nè. Giờ người hùng vô gia cư vẫn quyết định vô gia cư nha quý vị. Mặc cảm đủ thứ hết á. Hồi xưa thì mặc cảm không dám gặp ba mẹ, giờ mặc cảm không dám đi ở ké người ta nữa luôn. Thích ở lang thang vậy đó. Vậy thôi ăn uống gì đi, giờ tôi phải chạy lên cái chỗ nhà anh Đào đó với bên lại này, chú Chim Mi. Bên này chị chở xe đạp về chị chắc chị mi. Có, thứ bảy này Nga đi phát đồ ăn từ thiện nè, là Nga sẽ lấy cái xe đạp về luôn, sẵn là chở cái xe đạp về luôn. Bà đó cũng vô gia cư đó phải không? Không biết bà ở đâu, không biết. Thấy bà cũng hay lang thang đây hoài à. Đây, nhân vật hùng của chúng ta vẫn tiếp tục thích phơi thân ở ngoài đường nha quý vị. Phơi nắng cho màu héo luôn. Đó, không chịu đi đâu cả nha. Mặc cảm đó, ở đây đó, quý vị đừng tưởng nhiều người vô gia cư họ vậy đó. Mình muốn giúp họ, họ cũng không muốn đi nữa, họ ngại. Ngại đủ thứ hết trơn á. Vậy thôi bây giờ Hùng ở đây nha. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Rồi có gì ấy rồi cần gì gọi cho tôi. Dạ. Rồi nhớ cầm cái phone để nghe cái vụ có, để làm nè. Bút tem nha. Em chạc dạ. Ừ chạc để ý mở là mở biết bật chế độ chuông không? Dạ biết. Ừ chịu khó nghe đi chứ để nó cắt nữa nó không cho nữa là mệt lắm á. Dạ. Nha. Dạ. Ok. Bye Hùng. Dạ cảm ơn. Rồi. Sáng nay là một buổi sáng rất là đẹp, nhưng mà những cái công việc không có mấy gì là tốt đẹp nha. Anh Hùng đã đổi ý thôi, giờ tôi xin phép anh Hùng tôi đi đây. Ừ. Để bữa nào làm sao mà tôi liên hệ được với cái chủ nhà đằng này nè, xin cho ngủ sau cái máy hiên nhà người ta cũng được. Nếu mà ông không có muốn đi á, cái nhà mà anh Tài vô gia cư được vô đó ở đó. Đó, cũng ngại nữa. Ăn xong cái bị mình hả, khó lắm hả? Nhưng mà nếu ông khó, nhưng mà tại sao ông lại cho cái ông vô gia cư kia vô ở được? Trời ơi bó tay luôn. Ok thôi Nga xin phép Nga đi đây quý vị ơi, giúp đỡ những anh vô gia cư, nhưng mà nhiều lúc anh cũng thay đổi ý sành sạch cũng ấy lắm, nhưng mà thôi Nga sẽ đi lên đích thân, Nga đi lên nhà người ta sorry họ một tiếng. Và cũng cảm ơn họ một tiếng đã có tấm lòng giúp cho những người vô gia cư. Và Nga chắc Nga sẽ review sơ những cái nơi ăn chốn ở mà những người vô gia cư họ không có chịu đến nha quý vị. Đang quay cái quang cảnh mà đi đến nhà của cái anh mà muốn giúp người vô gia cư quý vị. Đây là bắt đầu chúng ta chuẩn bị đi lên núi rồi. Nhà anh rất là đẹp nhưng mà bị cái nó ở xa quá quý vị ơi. Cái lòng ta muốn giúp người vô gia cư, nhưng mà khổ nỗi là cái này nó cũng hơi xa, bất tiện đủ thứ hết trơn. Nên tới đây là ở trên này là giống như là đi lên đây tu luôn á. Chúng ta đang đi trên một cái rìa núi. Chủ nhân căn nhà phải đi ra ngoài đưa Nga đi vô đây luôn á quý vị, chứ không biết đường chạy đâu. Tại vì vô tới đây là cái GPS đó, mình không thấy đường luôn. Đó, chủ nhân của căn nhà đang chỉ đường cho Thúy Nga lên coi cái căn nhà có 9 cái phòng ha. Chủ nhân của căn nhà mà muốn giúp cho những người vô gia cư đây quý vị. Hai anh Đào. Hello Thúy. Dạ. Đây, hôm nay em lên đây em thông báo với anh là Hùng không có chịu lên. Ô, sao tổ ổn quá hả? Dạ, ảnh vẫn tiếp tục vô gia cư, mặc cảm đủ thứ hết á. Rồi cái thứ hai nữa là cũng không có dám đi học nghề, không biết sao em cũng không hiểu. Nên thôi bây giờ cho em vô em khám phá cái nhà anh chút xíu nha. Nha, em cảm ơn anh Đào. Chúng ta sẽ đi vô cái căn nhà này ha. Ủa cái phía này là cái gara đi vô hả anh? Dạ, trời ơi nhà đẹp quá ha. Trời ơi, quá trời, ba cái gara luôn nè. Vô thấy chủ nhân hình như có đi chơi trượt tuyết á. Thấy có cái cây đây. Wow. Wow, nhà rộng quá hả? Trời ơi, nhà đẹp quá anh Đào ơi. Wow.
Đây là cái phòng ăn. Chủ nhân của ngôi nhà này anh ở có mình ơn ảnh à, nên là nhà rất là trống trải, không một bóng người nào hết. Wow, quá đẹp luôn. Thấy không? Ở đây mọi người thấy không? Những cái người mà họ có tấm lòng á, họ rất là tốt luôn. Họ muốn giúp cho những cái hoàn cảnh mà Nga quay á, thì họ đặt thẳng vấn đề và họ cho đến nhà để coi. À, có bếp ha, có phòng ăn nè. Wow, đây là nhìn ra phía ngoài này là núi. Đây là phía ngoài ha, nhìn bao quát là toàn núi là núi nè quý vị đó. Bởi vì cái anh chủ nhân căn nhà này mà anh muốn vô gia cư về để ở thì nó thấy nó cũng bất tiện lắm, chứ không phải giỡn chơi đâu. Ở trên này thì phải có điều kiện, phải biết này nọ thì mới ở được trên này. Mấy người đó họ không có biết lái xe, không có một cái gì hết mà lên đây ở thì cái này chỉ có nước mà. Có mấy cô gái nào xinh đẹp về đây ở thì được. Đẹp quý vị, lên đây ở thấy là giống như là hít khí trời đã luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái này để khám phá ha. Đây, nghe nói là đây dưới này là có những cái phòng trống nè quý vị. Thấy toàn phòng trống. Wow, anh Đào ơi, trời ơi, phòng đẹp quá vậy. Phòng này sao anh cho xe thuê ở đi chứ, để đi ở ở trống mà không ai ở hết trơn vậy trời. Wow, cái này là những cái tủ để quần áo. Oh, quá trời đẹp. Anh để trống hết trơn vậy luôn hả? Không ai ở luôn. Oh man, ôi toàn phòng trống nè quý vị. Phòng trống không ai ở mà toàn phòng đẹp. Có cái cửa sổ gì đó đẹp lắm. Dạ vậy hả? Đâu phòng đó, đó. À đây hả? Dạ. Mà sao đồ đạc là anh không có sắm gì hả? Này cứ có rồi, xong rồi giờ clean up rồi. Vậy hả? Dẹp hết luôn. Ôi anh ở đây mình anh buồn không anh Đào? Không, sao buồn được. Trời ơi, cho em ở đây chứ em khóc quá anh Đào ơi. Sợ lắm. Ai mê nhà núi nhà biển á, em ở chỗ nào phải đông đông. Tại vì thực sự ở Mỹ á, anh biết không, nhà người nào ở nhà người đó, mình vô nhà là mình đã thấy mình cô lập rồi. Chứ không cần nhất thiết phải lên núi. Nhưng bị đau xương. Không tốt, ở dưới biển không tốt đâu. Vì, vậy hả? Tại vì thấy Nga chắc đi biển á thì 11 giờ đi ra. Dạ. Như bọn này ở đó thì là phải 10 giờ nắng nó đi có được. Dạ dạ dạ. Vì dạ. Thế nên mà tối á thì bị đau nhất, bị cái dạ. Bút đó. Thôi anh ơi, hôm nay em review vậy thôi chứ em nghĩ chắc cũng không dám đưa người vô gia cư nào về để ở đâu. Tại thứ nhất là nó xa, mà thứ hai là mấy cái nhà này đẹp quá, ở không nên, không biết họ ở như thế nào. Trời, không phòng nào không để trống trơn gì luôn. Hèn gì anh có tấm lòng với những người vô gia cư. Nhưng mà thực sự ra em rất là cảm ơn anh nha, mà ở đây vậy thôi chứ em nói chuyện với em biết người ta không ai dám gì. Bên kia phòng. Ủa, bên kia một phòng nữa anh? Là cũng một phòng trống nữa hả? Dạ, cũng là một phòng. Wow. Ô, cái phòng này là phòng anh để đồ mà. Không, cái này là phòng trống. Phòng trống, cái này cái kho đồ anh bỏ hết rồi đó hả? Ừ. Là không dùng tới hả? Ừ. Trời ơi, cái gì mà quá trời quá đất vậy? Oh man, quần áo đồ nhóc. Anh Đào, những cái này là cái kho của anh đồ anh bỏ đâu quý vị. Mà đồ quá trời đồ luôn. Ở dưới nhà thì có hai phòng. Ở dưới này còn hai phòng nữa anh.
Mà thôi chắc em không xuống coi nữa đâu. Tại vì coi vậy đủ rồi, biết là nhà anh quá rộng luôn, không ai ở dưới này hết. Trời ơi, sao anh Đào anh có thể ở đây một mình được hay ta. Thôi em cảm ơn anh. Review chút xíu để thứ nhất là cũng cảm ơn cái tấm lòng của anh đối với những người vô gia cư ha. Cái thứ hai là đây sorry anh là không ai chịu về hết. Ở trên cái khu này á, là trên hill, trên núi đó quý vị. Đó, nhà nào cũng có sân tennis riêng như vậy đó, đẹp dễ sợ không? Nó sang, cái này hình như là cỏ nhân tạo không anh Đạt? Ừ. Đẹp quá ha. Thôi, ở trên này là thượng lưu ở anh ơi. Vô gia cư lên đây không có phù hợp đâu anh ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trời, bông giấy đỏ rực luôn. Xuống núi luôn. Sân gốp hả? Ừ. Ồ. Cái này là sân gốp tư nhân anh? Đúng rồi. Wow. Họ tự chơi. Ồ, sân gốp đẹp quá ha. Wow, đây là sân gốp tư nhân đó nha quý vị. Này chắc hình như chủ nhân là của cái sân gốp đó luôn thì phải. Không, chủ nhân là Sony. Hả? Chủ nhân là Sony. Chủ nhân của cái căn nhà mà cho vô gia cư ở đây, ảnh có căn nhà thứ hai nữa nè. Wow. Ủa sao có chữ Bugget? Ừ. Ủa nhưng mà nhà đó bây giờ ai ở anh? Bây giờ cho tao mướn, tao sắp sửa ra rồi. À bây giờ anh cho người ta mướn, người ta sắp sửa ra hả? Ra cho ly sắp sửa ra. Oh my god. Trời ơi. Quá trời nhà luôn. Trời ơi. Hình như anh là anh còn căn ở dưới My Square Park. Ở dưới My Square Park, ở dưới Orange County mình nữa phải không? My Square Park.
này là sân golf club. Đây là một nhà hàng rất là nổi tiếng trên khu hiu. Có Lưu Hữu Khánh cũng đã từng ăn ở đây nữa các vị. Lại đây để mình thấy mấy cái hình. Thành Long cũng ăn tại nhà hàng này rồi ha. Tại những người nổi tiếng luôn quý vị. Sơ qua cho mọi người biết là cái nơi mà cái anh Mạnh Thường Quân này tên Đào, ảnh muốn giúp cho những người vô gia cư, mà thật sự ảnh không có muốn cho lên hình nhiều, ảnh không có muốn trả lời hay là phát biểu gì trong cái video này của Nga, muốn ẩn mặt á, nên là Nga cũng được phép quay một chút xíu về đây cho mọi người biết là cái tấm lòng của những người Mạnh Thường Quân ở tại nước Mỹ này nè, những người Việt Nam họ thấy cái hoàn cảnh của những người khó khăn có cái tấm lòng, nhưng mà không phải bất cứ kỳ vô gia cư nào họ cũng nhận lời về đâu quý vị. Thực sự là họ mặc cảm, với họ ngại, họ sợ phiền, rồi cái thứ hai là họ cũng quen cái đời sống mà lang thang á, nên cũng không có phải là kêu về là có điều kiện như vậy là họ về đâu. Ở đây nó đời sống nó tự do, nó quen rồi, nên mỗi người họ đều chấp nhận cho mình cái cuộc sống của mình hết á. Sướng khổ gì họ tự họ nhận, chứ họ cũng không có, họ rất là ngại phiền toái những cái gì xung quanh. Thì bây giờ là Nga sẽ chạy qua bên chỗ chú Jimmy để mà Nga cũng sorry chú là cảm ơn chú nữa là Hùng không có dám đến để học với lại để làm việc và tá túc ở đó. Từ trên núi đang đổ xuống. Lúc nãy được anh chủ mời đi ăn một cái nhà hàng thực sự là quá ngon. Cái nhà hàng đó là những cái người nổi tiếng họ đã từng ghé ở đó rồi. Mình thấy là mình đi giúp người tốt thì mình đi làm những cái việc tốt thì mình cũng được gặp nhiều cái nhân vật rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua trên chỗ chú
đây Thúy Nga đang ghé lại cái tiệm sửa xe của chú Jimmy đó. Cái đợt trước Nga có sửa xe ở đây thì đợt này lại để cũng check lại cái xe, với lại hỏi chuyện chú coi bữa hôm Nga quay cái phỏng vấn thì tình hình tiệm chú sao. Hi chú Jimmy, đây cả nhà ơi, chú Jimmy đây. Hello chú, khỏe không? Khỏe. Dạ. Bây giờ con tới đây là mấy thợ nói là chú chạy đi đâu á? Chạy đi làm giấy tờ. Vậy hả? Chú đến đây thông báo chú một tin là sorry chú, cái ông Hùng đó ông có chịu đến đây. Ông sao? Ngại, mặc cảm. Sao? Với lại tự nhiên con nói là ở đây có người biết ổng á, tự nhiên con ngại. Ông nói là thôi ổng không dám phiền ta, rồi sợ tới phiền phức, rồi tiếp tục sống lang thang rồi. Sao? Chú cũng giúp người thôi. Dạ. Cái xe của con bữa hôm á chú check á, xong chú check thử hôm nay nó nổi lại rồi, con nghĩ chắc cái kia nó bị hư rồi. Con cái sensor này nó hư rắc rối lắm, nó phải bắt mình phải. Ủa chú, vậy là cái đó cycle. Con bây giờ con phải thay cái sensor. Ở trong cái sensor thôi. Dạ. Cái tiệm chú thì không làm cái đó hả? Dạ, mình không có làm rõ vỏ xe. Tại vì làm vỏ xe thì ở đây nó phải giống như ở Việt Nam mình đâu, muốn làm là làm đâu. Đi làm là mình phải thêm xin thêm cái license nè. Dạ. Rồi mình phải biết phải thêm cái thằng recycle nè, cái vỏ xe bỏ phải có chỗ á. Dạ. Chứ không phải bỏ, muốn bỏ đâu bỏ đâu. Dạ. Hôm nay giờ con ghé tiệm chú, ghé lại sẵn con sorry chú, dù với lại cảm ơn là chú muốn giúp người ta nhưng mà mình người ta không chịu, thì con hỏi chú bữa hôm con quay phỏng vấn chú rồi sao rồi, cái tiệm có đông khách ầm ầm không? Đông chứ. Thì con thấy sau đó người ta gọi ta hỏi con dữ lắm, có nhiều bà muốn làm quen chú, có bà nào điện thoại không? Nhiều chứ. Gọi điện thoại nhiều lắm. Vậy hả? Vậy là chứng tỏ con mắc tay ha, có tay làm mai lắm luôn á. Mà quan trọng là có dính ai chưa? Không dám đâu cô ơi, lớn tuổi rồi sợ. Vậy hả? Sợ. Bây giờ phải lo cho thằng nhỏ thôi chứ không dám. Vậy hả? Giờ là chỉ có quen nói chuyện thôi. Nói chuyện thì ok. Hôm qua bữa chú có nói con là có bà nào ở Canada gọi hỏi thăm luôn hả? Có Canada, có ở Australia, có Việt Nam có. Ủa vậy nhiều hả? Nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là họ trẻ không chú? Cũng có trẻ, có lớn tuổi, có đủ. Thấy không, con để lại số điện thoại luôn mà. Đó, mà nhiều người hỏi cái tiệm chú dữ lắm, hỏi để đến ta sửa xe đó, ta ủng hộ. Có mấy người cũng mở tiểu bang khác đó, họ nói mà nếu mà họ có dịp về đây thì họ có ấy thì họ hoặc là giỏi. Cũng có nhiều người đó họ giới thiệu cha mẹ bà con ở đây nè. Dạ. Lại luôn. Ồ, chứng tỏ cái clip đó của con cũng thành công ha. Dạ, thành hot công. Lắm, con thấy cái clip đó tới cũng mấy trăm ngàn view rồi đó. Mà con gửi chú coi chưa? Coi rồi. Vậy hả? Cảm ơn cô nhiều lắm. Đây, ở nhà ơi, hôm nay thì Nga ghé tiệm chú bây giờ chú Thương nói là bây giờ Phương. Chú Phương nói là giờ Thúy Nga có hư xe gì đến đây chú sửa miễn phí không có lấy tiền, thích ghê vậy đó. Cũng nhờ cái clip đó thì chú cũng mới dọn về đây thì lại cũng rất là có khách. Mà nơi đây ở thấy ok chú ha. Dạ. Hôm nay tiệm này không có thấy không? Có làm rồi đó, mới đi đó chứ bây giờ phải order đồ mới có. Vậy hả? Hôm bữa con ghé thì thấy đông khách quá trời luôn. Phải chiều xong nó làm xong cái là chiều phải chạy ra, mình phải quét cho sạch sẽ để ngày mai. Dạ. Bây giờ con phải thay cái sensor. Ở trong cái sensor thôi. Dạ. Cái tiệm chú thì không làm cái đó hả? Dạ, mình không có làm rõ vỏ xe. Tại vì làm vỏ xe thì ở đây nó phải giống như ở Việt Nam mình đâu, muốn làm là làm đâu. Đi làm là mình phải thêm xin thêm cái license nè. Dạ. Rồi mình phải biết phải thêm cái thằng recycle nè, cái vỏ xe bỏ phải có chỗ á. Dạ. Chứ không phải bỏ, muốn bỏ đâu bỏ đâu. Dạ. Hôm nay giờ con ghé tiệm chú, ghé lại sẵn con sorry chú, dù với lại cảm ơn là chú muốn giúp người ta nhưng mà mình người ta không chịu, thì con hỏi chú bữa hôm con quay phỏng vấn chú rồi sao rồi, cái tiệm có đông khách ầm ầm không? Đông chứ. Thì con thấy sau đó người ta gọi ta hỏi con dữ lắm, có nhiều bà muốn làm quen chú, có bà nào điện thoại không? Nhiều chứ. Gọi điện thoại nhiều lắm. Vậy hả? Vậy là chứng tỏ con mắc tay ha, có tay làm mai lắm luôn á. Mà quan trọng là có dính ai chưa? Không dám đâu cô ơi, lớn tuổi rồi sợ. Vậy hả? Sợ. Bây giờ phải lo cho thằng nhỏ thôi chứ không dám. Vậy hả? Giờ là chỉ có quen nói chuyện thôi. Nói chuyện thì ok. Hôm qua bữa chú có nói con là có bà nào ở Canada gọi hỏi thăm luôn hả? Có Canada, có ở Australia, có Việt Nam có. Ủa vậy nhiều hả? Nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là họ trẻ không chú? Cũng có trẻ, có lớn tuổi, có đủ. Thấy không, con để lại số điện thoại luôn mà. Đó, mà nhiều người hỏi cái tiệm chú dữ lắm, hỏi để đến ta sửa xe đó, ta ủng hộ. Có mấy người cũng mở tiểu bang khác đó, họ nói mà nếu mà họ có dịp về đây thì họ có ấy thì họ hoặc là giỏi. Cũng có nhiều người đó họ giới thiệu cha mẹ bà con ở đây nè. Dạ. Lại.
Lại luôn. Ừ. Ồ, chứng tỏ cái clip đó của con cũng thành công ha. Dạ, thành hot công lắm, con thấy cái clip đó tới cũng mấy trăm ngàn view rồi đó. Uh-huh. Mà con gửi chú coi chưa? Coi rồi. Vậy hả? Cảm ơn cô nhiều lắm. Đây, ở nhà ơi, hôm nay thì Nga ghé tiệm chú bây giờ chú chim mày chú Thương nói là bây giờ Phương. Chú Phương nói là giờ Thiếu Nga có hư xe gì đến đây chú sửa miễn phí không có lấy tiền, thích ghê vậy đó. Cũng nhờ cái clip đó thì chú cũng mới dọn về đây thì lại cũng rất là có khách. Mà nơi đây ở thấy ok chú ha. Dạ. Hôm nay tiệm lại không có thấy không? Có làm rồi đó, mới đi đó chứ bây giờ phải order đồ. Mới có vậy hả? Hôm bữa con ghé thì thấy đông khách quá trời luôn. Phải chiều xong, làm xong cái là chiều phải chạy ra, mình phải quét cho sạch sẽ để ngày mai. Dạ. Tại mình review nữa đó. Thằng nhóc này đâu rồi chú? Nó về bên mẹ. Về bên mẹ đó hả? Dạ. Thì hôm nay thôi con ghé chú đó, con cũng tiện đường từ cái nhà cái anh mà anh cũng muốn giúp người vô gia cư cũng trên một cái con đường bít này nè. Em sẵn ghé đây thì con báo chú là nếu mà sau này con tìm mà có người nào có mà không muốn học nghề đó. Chú nói tôi dạ. Đã nói coi, nhưng mà với điều kiện là nó phải hoàn lương nha chứ. Hoàn lương thì hẳn lại để kiếm tôi giúp đỡ là giúp hết mình đúng không? Dạ dạ, còn nếu chưa hoàn lương thì mình không có hoàn thiện được. Thì thôi. Dạ, không, thực sự nhiều người vô gia cư ở đây chú biết không, họ bị cái mặc cảm á, họ sống lang thang bây giờ mà cái kiểu ở Mỹ mà họ không dám làm phiền ai á. Thì con thấy trường hợp của Hùng này nè, là con đưa hai cái option để cho Hùng chọn luôn, là đến nhà người ta ở free hoặc là tới đây chú học nghề rồi ở đây tá túc, mà thấy Hùng cũng ngại luôn. Cái hôm đầu thì cậu cũng săn sái, thì những sáng sau cũng nói thôi em ngại quá chị Nga ơi. Nên thôi con cảm ơn cái lòng tốt của chú, với lại con cũng sorry chú rồi đến đây để báo chú là người ta không có lại. Không sao đâu. Thôi con mong chú là có người nào thì cứ giới thiệu đấy. Dạ đó. Nó mình giúp đỡ thì cái làm. Dạ. Dạ. Nếu mà bạn nào muốn học về sửa xe thì cứ liên hệ với Thiếu Nga nha, Thiếu Nga sẽ giới thiệu đến tiệm của chú Thương. À chú Phương, thì chú Phương sẽ giúp cho. Rồi cảm ơn chú rất nhiều nha. Dạ. Đến đây mình nói nhanh gì cho ta biết. Cảm ơn cô ghé lại đây, tôi cảm ơn cô nhiều rồi. Dạ dạ. Mai mốt xe con có hư dựng tới phiền rồi, chú tiếp. Rồi lại tôi. Thiếu Nga rất là mát tay cái gì thấy không? Phỏng vấn chú một cái bây giờ quá trời bà đeo chú luôn. Giờ con không biết làm sao mà lần luôn. Đó, cảm ơn mà mong cho tiệm của chú lúc nào cũng đông khách ha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ 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 dạ, hơn xin phép bye chú nha. Rồi, dạ rồi, dạ dạ. Đó, hôm nay Thiếu Nga chốt cái clip đó. Cho biết là những cái mạnh thường quân họ muốn giúp đỡ những người vô gia cư, nhưng mà cũng không có được trọn vẹn lắm, nhưng mà Nga cũng phải đến đây để Nga review qua và Nga sorry mọi người và cảm ơn mọi người. Thôi con xin phép chú con đi ha. Rồi ba chú rồi. Ủa Hùng ơi, làm gì vậy? Phụ với nhà ta hả? Ngày hôm nay cả ngày đó tôi đi đến nhà những cái người mà sáng nay lịch trình là tôi đưa Hùng đi đó. Yeah. Nãy đi ra nửa đường biết quên gì không? Chơi dầu. Biết ngay mà. Đó. Giờ đi về rồi tôi hoành lại tôi đưa cho ông chơi dầu đó. Tiếc ghê vậy đó. Chú Chi Mì chú nói sao Hùng không chịu học. Hùng mà học rồi chú dạy cho. Ở trên đó cũng có một anh Hùng là Hùng Lai. Hùng Lai nó biết Hùng mà Hùng cũng sẽ biết ổng. Hùng Lai đẹp trai lắm. Có nhớ không? Lai trắng hả? Ừ. Em biết. Đó, anh Hùng Lai đó, anh biết Hùng đó. Nó sao Hùng chịu lên đây ở rồi mọi người dạy chỉ nghề thêm cho này nọ. Rồi ngày nay ở bên Wi-Fi họ có gọi chưa? À bên mới gọi. Rồi họ nói tiếng Việt hay bên nói tiếng Việt. À coi như là cái phút tem họ ok rồi phải không? Dạ, nó nói gì 70 rồi nó. Tại cái điện thoại nói đều đều á, nhưng nghe không có rõ. Vậy hả? Coi như là ok cái gì, vài bữa để ý thùng thư nha. Dạ. Nha. Dạ. Ok, thôi tôi ra tôi đưa chai dầu gì được rồi. Dạ, cảm ơn chị Thiếu Nga. Thôi tôi đi nha. Dạ. Rồi. Trời, trưa giờ đây nắng lắm phải không? Trời, ngồi... Cứ ngồi gì đó hả? Nó quen rồi. Cứ ngồi cả ngày vậy luôn á. Lâu buồn, xách xe, chạy một vòng. Men. Rồi, ok, thôi đi về nha. Dạ, cảm ơn. Rồi.